Vâng, xin chào tất cả các bác nhá. Ngày hôm nay là ngày 18 tháng 9 năm 2023, tức là những ngày đầu tháng 8. Cao Hiền Audio xin được chân thành cảm ơn tất cả các bác trong những ngày qua đã luôn luôn ủng hộ, luôn luôn tin tưởng và dõi theo kênh YouTube Cao Hiền Audio. Và chúc cho tất cả các bác một tháng mới hanh thông thuận lợi, gặp nhiều may mắn. Và ngày hôm nay xin được giới thiệu đến tất cả các bác, ở đây em Hiền có duy nhất là 6 bộ micro với thương hiệu đến từ Pro Audio, một thương hiệu đến từ Nhật Bản các bác nhá. Và dòng micro này nó có điểm gì đặc biệt, nó có gì hay, tại sao nó còn mới, nó còn đẹp như vậy mà Cao Hiền lại bán cho các bác với giá chỉ có hơn 1 triệu đồng một bộ thôi. Thì tất cả các bác chúng ta cố gắng nán lại theo dõi video này. Một chiếc mặt của nó thì cực kỳ là đẹp, kính của nó là kính chống chói các bác nhá. Các bác có thể nhìn thấy khi mà em tắt đi, các bác nhìn đây này. Đấy, tắt đi là nó cho có chữ OFF nó tắt. Đấy, mặt màu đen kít rất là đẹp. Và những cái con micro này gần như là mặt mũi cực kỳ là xuất sát luôn. Tay chân của nó là zin đét 100% luôn các bác nhá. Tay chân là zin. Đấy, và đương nhiên là zin nó sẽ có những nước xước sát nhẹ nhẹ, nhưng nhìn chung nó còn đẹp như mới các bạn. Đây chính là một trong những dòng micro. Sóng của nó thì cực kỳ là tốt. Đấy, gia tốc tự ngắt, cảm biến chống rơi, chống sốc đầy đủ. Và bây giờ thì em Hiền sẽ review và giới thiệu cụ thể cho tất cả các bác nhá. Anh em ai xem video thì nhớ tặng cho em Hiền xin một like nhá. Đây, một đăng ký kênh và bật chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo. Và trước tiên thì em Hiền xin được giới thiệu cho các bác về chiếc đầu thu này. Các bác có thể nhìn thấy không? Đầu thu của nó thì còn cực kỳ là đẹp. Và anh em nhìn cái phần khung sườn của nó đây. Khung sườn của nó thì gần như là không có vết han gì các bác nhá. Đương nhiên hàng bãi thì nhiều cái nó bị han bị gì là chuyện rất là bình thường. Đấy, quan trọng nhất là cái mặt đằng trước mà nó còn đẹp. Nhưng mà nhìn chung đối với bộ micro này các bác nhìn thấy là cực kỳ đẹp. Ở trên màn hình thì nó có hai chiếc màn hình dành riêng cho hai kênh. Và hai chiếc màn hình này nó sử dụng cái công nghệ là chống phản quang. Tức là nếu mà các bác sử dụng những cái dòng điện thoại mà quay vào những cái dòng mà nó không có kính chống phản quang thì các bác nhìn thấy là cái số này của nó là không rõ, nhưng mà các bác để xa cũng được, để gần cũng được, và các bác đứng ở cự ly xa thì các bác hoàn toàn có thể quan sát được tận những thông số kỹ thuật. Hai bên này nó hiển thị hai cái đèn mưa rất là đẹp, hiển thị cả 3 số, hiển thị cả 6 số. Và con này thì các bác nhìn thấy là cái logo của nó với một thương hiệu là DS6. DS6 các bác nhá, tức là DSIX. Em đọc là DS6 V3500. Tất cả logo này của nó vẫn còn nguyên giấy ni lông các bác ạ, vẫn còn chưa bóc. Đây, các bác nhìn thấy à? Vẫn còn nguyên giấy ni lông chưa bóc. DS6 V3500. Đấy, và biểu tượng của nó là một cái cột thu phát sóng. Đấy, nó thể hiện cho cái con này của nó sóng rất là chất lượng. Đấy, sóng rất là khỏe. Và mặt của nó thì gần như là rất là ít bị xước sát các bác ạ. Đấy, và lý do tại sao ở trên bộ micro này nó vẫn còn đẹp như thế này các bác. Đấy, tất cả côn của nó là côn neo nguyên bản các bác nhá. Dòng này của nó sử dụng cái dòng nam châm từ hiếm màu trắng, tiếng rất là trong trẻo, mà lên những dàn âm thanh lớn thì các bác cứ yên tâm là nó sẽ không bị vỡ. Đấy, và nó sẽ không bị nát tiếng. Và với bộ micro này thì tất cả các bác chúng ta nhìn thấy là dòng này nó còn khá là đẹp, khá là chất. Dòng này là dòng đuôi chuột các bác nhá. Phía dưới nó còn có một cái cần gạt on off ở đây, tức là để kích hoạt chế độ sóng xa sóng gần. Thì tất cả các bác chúng ta đi làm show, đi làm sự kiện, các bác đều cảm thấy là một bộ micro nó cho ra một chất âm rất là đẹp, rất là chất lượng. Và những dòng micro này đời của nó rất là cao thôi. Nó đưa vào sử dụng bảo hành cuối năm 2019, đầu năm 2020. Và tất cả tay là hợp kim nhôm nguyên bản các bác nhá. Lưới rọ của nó là lưới rọ hợp kim. Chính vì vậy mà nó rất ít khi bị bạc màu, rất ít khi bị han rỉ các bác ạ. Các bác nhìn thấy không? Đấy, rất ít khi bạc màu mà han rỉ. Tay chân của nó là khi gửi đi cho các bác là nó sẽ có cả cái chống sốc xịn của nó đây. Đây là chống sốc xịn nhá. Khi mà các bác tuốt ra thì nó sẽ có một cái đuôi chuột này, các bác nhìn thấy không? Đấy, đây là một cái lớp cao su nó lắp trực tiếp ở trên cái tay này để khi mà không may bị rơi. Đấy, tay mic này của nó sẽ giảm chấn và hỗ trợ cho các bác về cái vấn đề bị rơi, bị hỏng. Đấy, tay micro thì khi gửi đi cho các bác nó sẽ có đầy đủ. Đấy, chống lăn chống sốc như thế này đây, các bác nhìn thấy không? Dòng này thì nó là một cái thương hiệu là sản xuất toàn bộ theo cái công nghệ của Nhật. Và đây cho các bác xem qua về cái nội thất ruột gan của nó để các bác chúng ta cùng cảm nhận này. Đấy, dòng này của nó được sản xuất tại nhà máy của SH575 các bác nhá. Với cái mã mạch của nó là RZ2. Và cái series của cái vỉ mạch này được sản xuất vào năm 2018, ngày 7 tháng 7 năm 2018, đưa vào kiểm định vào tháng 3 năm 2019. Các bác nhìn thấy không? Đấy, và tất cả cái hộp sóng nó rất là lớn. Khi mà các bác nhìn thấy là con này của nó không đóng hộp sóng thì các bác nhìn thấy sẽ có một chức nhân trong này. Đấy, với cơ chế hoạt động sóng AB. Đấy, tiếng tăm của nó rất là hay. Và trước đây
nó được mệnh danh là một trong những dòng micro cực kỳ là ít hú tít. Đấy. À, bản chất của nó trước đây nó sẽ có một cái vỉ để hỗ trợ nâng tiếng và chống hú ở đây. Nhưng mà những dòng đời 2017 trở xuống thì nó sẽ có. Còn đời 2018 trở lên thì tất cả nó sử dụng là chip DSP. Là STC hết rồi các bác nhá. Chip này là chip DSP, STC. Nó giải mã âm thanh và giải mã tín hiệu, giải mã về cái công nghệ chạy sóng AB và tất cả đều sử dụng bằng tụ nhôm. Đấy, những con tụ linh kiện cao cấp và với dòng này thì các bác không lạ gì. Đấy, một cái thương hiệu SHU rất là nổi tiếng của Đài Loan. Và dòng này của nó là dòng Pro Audio của Nhật các bác nhá. Đấy, bây giờ là người ta toàn liên danh, người ta sản xuất thôi. Chứ bây giờ không còn cái chủ đề là độc quyền như ngày xưa nữa. Ngày xưa ví dụ như Sony là cứ phải sản xuất ở Nhật, Panasonic sản xuất ở Nhật, rồi Honda sản xuất ở Nhật, thì bây giờ các bác biết rồi. Đấy, Honda vẫn ở Việt Nam mà Panasonic vẫn ở Việt Nam, rồi Samsung của Hàn Quốc vẫn là ở Việt Nam, rồi iPhone vẫn là đa phần sản xuất Trung Quốc, thì các bác biết là cái nguồn gốc rõ ràng của nó là như vậy. Còn đối với con này của nó là hàng bãi xịn 100%. Đấy, sóng của nó có thể ổn định cho các bác tầm khoảng từ 30 cho đến 50 mét ở những không gian rộng, những không gian thoáng thì nó có thể hỗ trợ cho các bác tầm khoảng 7-80 mét là chuyện rất bình thường. Vì vậy, anh em có thể sử dụng con này để đi làm show, đi làm sự kiện hoặc là các bác sử dụng cho mọi mục đích. Mặt mũi của nó màu đen kít các bác nha, rất đẹp. Con này của nó là con V3500 D6 các bác nha. Đấy, con này thì là em lấy mẫu là chưa lau chùi mặt mũi đây các bác. Và bây giờ một phần quan trọng nữa, đó là em sẽ test tiếng để cho tất cả các bác chúng ta cảm nhận thấy là cái chất lượng âm hai thanh của nó có hay không. Đấy, con này thì nó có chế độ gia tốc các bác ạ. Đấy, khi mà rơi là màn hình nó sáng lên, nó tự động nó sẽ ngắt tiếng. Này, các bác nhìn thấy không? Đấy, đây là chế độ gia tốc nha, và đây là chế độ này là chế độ tự ngắt này, các bác nhìn này. Sau 3 giây thì cái bộ micro này, đấy, nó sẽ tự động nó tắt tiếng. Đây các bác nhìn nhá, vẫn còn tiếng đúng không? Bây giờ hết này. Đó, các bác chỉ cần đụng vào màn hình nó sáng lên. Đấy, thì nó sẽ tự động đóng tiếng lại. Còn rất nhiều bác là thò tay gõ vào đây, là em nói luôn các bác là gõ vào là nó có tiếng nhá. Vâng, và bây giờ thì em Hiền sẽ test tiếng cho tất cả các bác chúng ta cùng nghe nhá. Đấy, đối với một bộ micro nó rất là đẹp, rất là chất lượng, dòng đuôi chuột gia tốc tự ngắt, một thương hiệu đòi mã cao cấp, được đưa vào sử dụng năm 2019, năm 2020, 2021, đòi rất cao, tất cả nội thất còn zin, tay chân còn zin, và cái côn cho đến nội thất, tất cả mọi thứ là đều nguyên bản, rất là đẹp và chất âm rất là hay. Bây giờ thì em Hiền sẽ test tiếng cho các bác nghe qua nhá. Alo, 67 122 67 12 3 4 5 6 7. Đấy, sóng cực kỳ là khỏe. Các bác có thể áp dụng đi làm show, làm sự kiện. Đây, pin gần hết các bác này. Đấy, sóng rất là khỏe luôn, tiếng tăm hay, gia tốc tự ngắt, tất cả những tính năng hiện đại. Đấy, và rất nhiều bác còn đánh giá là con này của nó, nếu như mà những dòng micro giá mới tầm khoảng 6-7 triệu quay đầu, không bao giờ có cửa ăn được bộ micro này các bác ạ, không có cửa đâu. Đấy, và với một bộ micro còn đẹp, còn zin, đấy, nét căng như thế này, em chỉ có duy nhất là 6 bộ thôi, không thể có thêm. Em chỉ để cho các bác với giá là 1.800.000 đồng. Đấy, tay chân là còn zin hết các bác nha. Đấy, 1.800.000 đồng tăng thêm cho các bác một bộ pin sạc, bảo hành cho các bác 3 tháng, bao ship toàn quốc cho tất cả anh em. Các bác ai có nhu cầu vui lòng liên hệ. Đấy, đến với một thương hiệu âm thanh D6 V3500. Đấy, một thương hiệu đến từ Nhật Bản của hãng Pro Audio. Đấy, do hãng SHUO sản xuất. Các bác vui lòng gọi điện qua số điện thoại là 0936 118 58 để chốt đơn các bác nha. Xin chào.